Nhà cụ Thành Phúc xin kính chào quý khách. Buổi sáng ngày hôm nay là ngày 25/10/2024. Bên em bàn giao đập hộp cho em Giai, xin phép được giấu tên. Ôi, vì lý do khách hàng anh em khó, quay tay thôi. Đấy, em rạch thẳng cho anh nhé, đàn mới khui thùng 100% nhé. Anh em lưu ý này, mua ở đâu cũng thế, bất kể đâu nhá, cứ bảo cửa hàng cho khui ngay mặt trước, kiểm tra có 2 dây đồng. Đấy, kiểm tra 2 dây đồng, khui ra mà nó phải mạnh mẽ một tí. Đấy, thì nó sẽ là hàng chính hãng nhá. Tránh trường hợp một số anh em cửa hàng làm việc không uy tín, để anh em cứ phải nói thẳng nói thật, không sợ mất lòng ai cả. Đấy, đàn mới khui này 920, ok. Đúng rồi. Ok, nhẹ nhàng nhá. Vợ Bình ấy. Đấy. Sau một thời gian gắn bó tìm hiểu cây đàn SX900 thì nay em mới đã ra đòn. Đây, em cầm hai tay hai bên nhấc lên. Xong rồi để anh đóng hộp xuống. Ok. Đấy, và bây giờ sẽ cài bộ xem 5 cao thủ cho em. Đấy. VIP nhất Việt Nam. Đến với SX920 thì quý anh chị sẽ được sở hữu một bộ sampler khủng và một bộ nhớ lên đến 2GB. Đấy. Không có điểm gì chê cả. Và bây giờ sẽ tiến hành cài xem cho em nó. Sau 3 phút cài thì bây giờ đã xong này. Anh em lưu ý là khi cài xong nhé, tắt đàn nhé. Đấy, lưu ý này, tắt đàn. Và lưu ý nữa, trong quá trình cài ấy, thì đừng rút điện nhé. Lỡ tay mà rút điện cái là thôi đấy. Sau khi cài xong thì quá trình cài đặt đã hoàn tất. Update phần mềm, update firmware lên 1.10 cho SX920. Và bây giờ thì sẽ cài bộ SIM cho em. Alo. Đó. Hướng dẫn update phần mềm cho SX720 này, SX700, SX920, SX900 nhé. Quý anh chị lưu ý này, khi mà chúng ta cắm USB đã có sẵn file update, chúng ta bước đầu tiên ấn phím startup này. Đó, sau đó tay trái bật đàn. Sau khi mà đã cắm USB bật đàn xong thì màn hình hiện lên như sau. Đó. To update program V1.10 đối với 720 và 920. 1.11 đối với SX900 và SX700. Thì chúng ta sẽ ấn nút startup này. Đấy, ấn một lần. Sau đó chờ khoảng độ vài phút. Watch out.